Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ nói về những cái artifact common mà các bạn nên chú trọng vào. Ở về artifact thì nó sẽ rất là nhiều các bạn, cho nên là mình sẽ chắc là sẽ chia ra làm hai phần đi. Phần đầu mình sẽ nói về cái artifact common, và những cái phần sau thì mình sẽ nói về những cái artifact của những cái class này nè. Thì trước hết là về common đó, các bạn sẽ có luôn những artifact 1 sao, 2 sao. Thì hai cái nhóm này các bạn đừng quan tâm nữa hả? Cứ có được là bán thôi. Đến artifact 3 sao trong nhóm common thì các bạn có thể lấy được bằng cách summon Covenant, có nghĩa là các bạn dùng cái thẻ màu xanh dương, là cái bookmark màu xanh dương, hoặc là các bạn có thể dùng Mystic Summon, nghĩa là cái bookmark màu đỏ, để các bạn lấy những artifact 3 sao này. Những cái artifact 3 sao này các bạn có thể bán được để lấy cái bột bột hồng á, để mà các bạn vô shop các bạn mua những cái thứ mà liên quan đến bột hồng. Thì cái thứ bột hồng của mình nói là cái bột này đây. Những artifact 3 sao các bạn có thể bán được để lấy cái bột hồng, và đây là cái shop mà các bạn có thể mua. Thì quay lại về những artifact mà 3 sao, các bạn nên chú ý những cái artifact nào. Thì về 3 sao mình có 3 cái artifact mình nghĩ là các bạn nên chú ý nhất. Đầu tiên đó chính là Joker. Thì Joker là cái artifact đặc trưng, gọi là độc nhất vô nhị trong game luôn các bạn. Mặc dù là nó 3 sao nhưng mà những cái 4 sao, những 5 sao không hề có artifact nào có cái hiệu ứng giống như Joker. Do đó mà đây được coi là cái artifact mà 5 sao trá hình, sẽ giúp cho các bạn gọi là hóa thần trong việc đánh những con boss. Bởi vì về những con boss, boss hình hay là boss Abyss, hay là những con boss mà nói chung những con boss level cao cao á, máu của nó rất là nhiều, 100 mấy chục ngàn máu. Do đó mà sát thương của bạn nó, mặc dù đây chỉ là 3% của lượng máu tối đa thôi, nhưng mà qua cái vòng crit rồi nhân crit dam các kiểu thì nó sẽ nhân lên rất là nhiều. Các bạn có thể thấy là Secret nó chém một phát 100.000 máu là có thể hiểu được rồi ha. Đó chính là sức mạnh của Joker. Cái thứ hai, artifact thứ hai mà mình nghĩ cũng nên giành được sự chú ý của các bạn, đó chính là Exorcist Tonfa. Mặc dù là phiên bản 4 sao nó có Portrait và 5 sao nó có Symbol Unity, tuy nhiên nếu như các bạn không có được sự gọi là chưa có được hai cái artifact mà mạnh hơn kể trên á, các bạn vẫn nên cân nhắc dùng Tonfa để mà gắn vào sát thương chính trong team bạn để cleave, bởi vì 16% sát thương không phải là một con số nhỏ. Artifact 3 sao thứ ba mà các bạn nên chú ý đó chính là Timeless Anchor các bạn. Cái artifact này thì phù hợp với cái việc là các bạn gắn cho tăng cờ Bruiser, vì nó sẽ cho các bạn khả năng giải hiệu ứng và những cái hiệu ứng mà rất là ghê, ví dụ như là phá giáp là chẳng hạn, hoặc là cấm hồi máu nếu như các bạn dùng Ravi, hoặc là những cái hiệu ứng như là attack rồi đánh miss rồi stun đó, thì các bạn có thể giải được những cái hiệu ứng đó. Timeless Anchor nó có một phiên bản 4 sao chính là Crimson Seed. Thì ở đây mình sẽ mở luôn cái Crimson Seed cho các bạn. Thì giữa Crimson Seed và Timeless Anchor mình đánh giá Anchor mạnh hơn luôn các bạn, bởi vì ở đây các bạn thấy Crimson Seed nó chỉ giải một buff và một lần trong lượt thôi, đồng thời nó bị giới hạn class là Warrior nữa, thì rất là nhiều bất lợi. Trong khi Timeless Anchor các bạn thấy là nó không có giới hạn gì cả, nó không có giới hạn gì luôn á, các bạn có thể giải nhiều debuff. Rồi tất nhiên là khi bị đánh nhiều lần thì có thể giải được nhiều debuff, nhưng mà đánh một lần thì giải được một debuff thôi. Và tỷ lệ thì hơi thua kém một tí, 75% so với 50%. Nhưng mà được một cái là Timeless Anchor không có điều kiện là bị giới hạn mỗi 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 lượt một lần, đồng thời cũng không có giới hạn class luôn. Nghĩa là các bạn là hiệp sĩ, là pháp sư hay là hồi máu, các bạn đều đeo được cái artifact này. Do đó mà mình sẽ đánh giá rất là cao cái Anchor này so với cái Crimson Seed. Thì đó là ba cái artifact 3 sao mà mình nghĩ là mạnh. Tất nhiên là còn những artifact khác thì các bạn có thể cân nhắc dùng trong những trường hợp nhất định. Ví dụ như là các bạn có thể dùng Oath Key. Oath Key sẽ cung cấp cho các bạn hit chance, nghĩa là sẽ giúp cho các bạn đánh ít bị miss đi. Hoặc là các bạn có thể cân nhắc dùng Envoy's Pipe, là cái cây thuốc lào này đây. Hoặc là một cái artifact khác là Edge of Delusion, là cái quả trứng này đây. Thì hai cái artifact này, Edge of Delusion và Envoy's Pipe, nó sẽ giúp cho các bạn có một cái sức chống chịu, sức phòng thủ nhất định để mà có thể là tăng boss. Hồi trước là mình dùng Angelica mang cái Edge of Delusion này đi tăng rồng 13 các bạn. Thì đó là
cái thời mà chưa có Proof of Valor, chưa có General Purchase thì mình dùng cái phương pháp này tăng cũng khá ổn. Và một cái artifact nữa chính là Curse Compass. Cái này hồi xưa khá được ưa dùng, bởi vì hồi xưa là cái kiểu mà Cleaver nó thịnh hành, cho nên là các bạn có thể gắn vào trong cái đứa xóa buff, ví dụ Bloodsaw hay là đứa nào xóa buff đó, hoặc là các bạn có thể gắn vào Shaky Xe luôn, hoặc là các bạn có thể gắn vào những đứa phá giáp, thì nó sẽ tăng effectiveness lên, thì các bạn sẽ đỡ phải build effectiveness cho hero của bạn. Tuy nhiên bây giờ thì Meta Bruiser, nghĩa là tăng cờ chọi nhau, cho nên ít khi xài cái Curse Combat này lắm, thì nó cũng hơi bị ít dùng đi. Nhưng mà các bạn nếu có ý định thì cũng có thể sử dụng được. Và cuối cùng là Prophetic Candlestick, thì cái artifact này thường dùng cho những đứa hồi máu các bạn, mà đóng vai trò tăng cờ luôn á, bởi vì nó vừa tăng vừa hồi máu khá mạnh. Hiện tại thì mình chỉ thấy có mỗi Helga Specialty Change hoặc là Sinful Angelica mà build max, gọi là max kháng hiệu ứng, effect resistance á, thì có thể dùng Candlestick này. Ngoài hai đứa đó ra là Helga và Sinful Angelica thì mình không nghĩ được cái trường hợp nào mà có thể dùng tốt được cái artifact này cả. Cho nên đây cũng là một cái sự lựa chọn mà gọi là cầm chừng thôi á. Thì nói chung về art 3 sao có 3 cái mạnh là Joker, Tonfa và Anchor. Ngoài ra thì các bạn có thể chú ý thêm Oki, Envoy, rồi Compass, S với lại Prophetic Candlestick. Rồi những cái artifact khác thì các bạn có thể tự tin bán để lấy bột để mua đồ trong shop. Mình xin qua những cái artifact 4 sao. Thì từ hạt 4 sao trở lên, nghĩa là 4 sao, 5 sao mà trong cái diện là common này là các bạn, là thường các bạn không có summon ra mà các bạn mua trong shop hoặc là đổi trong event, do đó các bạn không thể bán để lấy bột được. Thì mình vì mục đích sưu tầm cho nên mình lấy về cho vui thôi. Nhưng mà các bạn có thể tự chọn là các bạn có cần cái artifact đó để mà lấy về hay không á. Ừ thì các bạn có thể tự quyết định. Về 4 sao thì có hai cái nhóm chia ra các bạn, tức là một nhóm là về farmer và một nhóm là về artifact gọi là ứng dụng á. Thì cái artifact farmer là có cái One Year of Gratitude là cái art trên này các bạn. Xong rồi có cái artifact là To a New World và artifact Days of Destiny. Thì trong ba cái artifact này mình nghĩ là To a New World là cái thẻ bài nên được dùng nhất, bởi vì nó tăng kinh nghiệm nhận được lên 15%. Cái artifact One Year of Gratitude nó cũng y chang cái art này luôn, nhưng mà nó cộng có 10% mà, do đó nó rất yếu hơn. Rồi cuối cùng thì cái thẻ Days of Destiny là chỉ cộng Friendship thôi, cái thẻ này rất là nhảm các bạn. Do đó mà về thẻ farm á, thì nên lấy nhất là cái To a New World. Tiếp đến là về những artifact mà cộng chỉ số ứng dụng trong trận đấu á, thì mình nghĩ nổi bật nhất chính là Portrait of Saviors. Nó cộng đến 20% sát thương lượng thì rất phù hợp cho sát thương chính của bạn mang đi. Và hiện tại đang là artifact cộng đam mà sừng sỏ nhất game luôn, bởi vì nó 20% là rất là nhiều luôn á. Tiếp đến là Carb Small Miracles và Super Duper Water Gun Shooter. Thì hai đứa này nó đều có chung một điểm đó, chính là nó sẽ có cái dòng cộng mặt tắc lên 5% với điều kiện các bạn max. Thì 5% mặt tắc này có gì mạnh? Đó là artifact này nó sẽ cộng là nó nhân phần trăm mặt tắc dựa trên chỉ số tổng mặt tắc các bạn đang có luôn, nghĩa là cộng đồ đạc, thẻ rồi các kiểu á, thì nó sẽ nhân phần trăm lên nữa. Đó chính là cái 5% này đây. Thì đó là cái điểm mạnh của cái thẻ này. Nhìn có vẻ nhỏ nhưng mà thật ra nó không nhỏ tí nào. Thì rất phù hợp cho các bạn mà build team đi boss á, thường là đi boss mà kiểu one shot á, những cái đứa support ví dụ như là những đứa bất vật tắc hay là những đứa phá giáp, thì đó chỉ bất vật tắc nó phá giáp thôi đúng không? Thì các bạn gắn thêm cái thẻ này vô, nó sẽ cộng thêm sát thương chính, là sát thương cho DPS chính của bạn luôn. Họ có thể dễ dàng one shot con boss hơn. Đó là hai cái artifact mà nên được lưu ý là Card of Small Miracles và Súng Nước. Cái artifact thứ ba hồi xưa rất là được ưa chuộng, nhưng mà bây giờ thì gọi là hồi xưa khi mà nó mới ra thì ít người end game. Bây giờ thì khá nhiều người end game rồi, chưa kể là ra cái hệ thống đồ 90 nữa thì ít được dùng dần. Tuy nhiên nếu như các bạn thuộc dạng là early game hoặc là mid game á, cái artifact này vẫn rất là mạnh, bởi vì
nó sẽ cho các bạn free 16% critical hit chance. Các bạn sẽ đỡ được rất là nhiều gọi là chỉ số crit luôn á. 16% critical hit chance là tương ứng với lại 3 lần max substat của crit, nghĩa là 5 x 3 là 15%, các bạn được khuyến mãi thêm 1% nữa. Do đó rất là đỡ cho đồ đạc của các bạn. Đây là Midnight Bloom. Thì đó, 4 sao là chỉ có những cái arc đó thôi. Những cái arc khác thì thường nó sẽ cộng defense, effect resistance, effectiveness, hit chance. Thì mình xin qua thì phát 5 sao. Thì arc 5 sao mà thuộc dạng common, nghĩa là không bị giới hạn class, nó sẽ có 5 thứ. Trong đó hết 4 cái là trong shop guild world rồi. Cho nên nếu các bạn có nhu cầu mà lấy arc 5 sao á, các bạn hãy nên gia nhập một cái guild và tham gia guild world hay là donate gì đó để mà có thể lấy cái gọi là cái đơn vị tiền mua để mua cái artifact. Thì mình review về Cruel Mischief chứ đi ha, bởi vì cái artifact này không phải là của guild, nó là của Hall of Trials. Các bạn có thể đổi dễ dàng luôn, đổi max cái thẻ này luôn. Tuy nhiên nó chỉ dùng những Hall of Trials thôi, cho nên là về tính ứng dụng nó khá là thấp, thì chỉ dùng cho những các bạn nào muốn đua top Hall of Trials. Rồi về 4 artifact còn lại thì rất là nơi được chú ý chính là Proof of Valor và A Symbol of Unity. Proof of Valor là một cái arc thiên về phòng thủ với khả năng giảm sát thương rất là ghê, 30%. Rồi sau khi bị đánh mấy lượt gì đó nó vẫn giảm đi 15%, là 15% là chỉ số cứng luôn. Còn đầu trận thì nó sẽ giảm 30% sát thương rất là nhiều các bạn. Nó sẽ giúp cho team của bạn hơi giấy một tí, nhưng mà có thể trụ được đợt tấn công đầu của team địch và có khả năng phản công. Đây là artifact đánh giá rất là cao luôn á, thậm chí là trong việc tăng boss, cái là General Purchase, có thể tăng được rồng 13. Thì đó, các bạn có thể thấy là sức mạnh của artifact này nó như thế nào. Tiếp đến là Symbol Unity, thì nếu như Proof of Valor là thiên phòng thủ, Symbol Unity sẽ thiên về tấn công. Nó sẽ giúp cho các bạn hạn chế bị đánh miss bằng cách là tăng 20% hit chance, đồng thời tăng sát thương lên 16% luôn. Các bạn có thể thấy là sự phối hợp của hai artifact 3 sao, Oathkey với lại Tonfa, nhưng không hề có điều kiện kích hoạt của Tonfa. Do đó nếu các bạn có artifact này thì các bạn có thể bỏ gọi là bỏ Tonfa qua một bên, thậm chí là có nhiều người bỏ luôn cái Portrait of Saviors luôn. Mặc dù Portrait cộng nhiều hơn 20% đam lận, tuy nhiên cái việc mà hiện tại cái nó có tồn tại cái artifact là Moonlight Dream Blade, các bạn nó sẽ trừ gọi là nó sẽ tăng né lên 20%. Rồi có những thể loại như là Remnant Violet hay là đứa nào né đó, hả, Mursa nè chẳng hạn, hay là con mèo mù Fat Cat. Thì những cái thể loại đó nó giúp cho cái arc này, cái thẻ bài này nó gọi là được trọng dụng hơn những cái thẻ mà tăng sát thương thuần túy. Thì đó là về hai cái artifact guild mạnh nhất. Artifact Warhorn nó vừa mới ra, nó có khả năng cộng mặt tắc toàn team 10%. Cái dòng này rất là mạnh. Như các bạn biết là thường mình thấy, thiệt ra cái này mình cũng không chắc nữa, nhưng mà thường thấy là những cái artifact nào mà cộng mặt tắc thường nó sẽ cộng thêm, gọi là nó cộng dựa vào cái chỉ số mà đã lên đồ rồi á, do đó lượng mặt tắc nó sẽ rất là nhiều. Tuy nhiên cái artifact này mình thấy ngộ một chỗ là cứ mỗi 3 lượt, nghĩa là cứ mỗi 3 lượt của kẻ địch đó thì sẽ tăng combat readiness cho cái người mang lên 20%. Thì cái dòng này nó sẽ làm cho cái artifact này hơi bị khó xài một tí, bởi vì 3 lượt của kẻ địch. Thì rồi các bạn phải tính toán làm sao bên team mình đứa nào cần lấy lượt đó. Ví dụ như các bạn có thể dùng Ray đi chẳng hạn, hay là những đứa mà có khả năng giải hiệu ứng đi chẳng hạn, thì nó hơi khó xài cái chỗ đó, và nó cũng hơi bị phụ thuộc vào team địch nữa. Bởi vì nếu như mà team địch vừa mới vô mà kiểu như gọi là xóa hết buff xong rồi stun hết cả team mình thì coi như là cái artifact này bị vô hiệu hóa, đúng không? Hoặc là đánh Bruiser thì Bruiser nó làm những chuyện Bruiser mình đâu có biết nó sẽ làm gì, đúng không? Thì nhìn chung là cái dòng thứ hai này nó làm mình hơi bị phân vân. Tuy nhiên nếu chỉ xét về dòng cộng mặt tắc thôi thì artifact này khá là mạnh cho mọi team luôn. Tiếp theo là artifact cuối cùng, Victorious Flag. Thì cái artifact này mình đánh giá rất là cùi bắp so với cái danh là 5 sao của nó, bởi vì là các bạn
Có thể thấy là mặc dù là tăng sát thương lên 16% rồi giảm sát thương đi 16%, nhưng mà chỉ áp dụng cho cái việc là khi mà mình bị khắc hệ thôi. Có nghĩa là ví dụ như các bạn là hệ nước, các bạn mang cái thẻ bài này vô thì những đứa hệ lửa đánh bạn, các bạn sẽ được giảm 16% sát thương. Các bạn đánh những đứa hệ lửa, các bạn sẽ được tăng 16% sát thương. Và đó là cái ý nghĩa của thẻ bài này. Và đồng thời là những hero moonlight, nghĩa là hero ánh sáng và bóng đêm, không thể mang được cái thẻ bài này, bởi vì hiệu ứng của nó không áp dụng cho hero ánh sáng và bóng đêm. Do đó nó vừa gọi là cái điều kiện kích hoạt quá là khó khăn, mà cái hiệu ứng mang lại nó cũng không hề mạnh tí nào các bạn. Đánh đổi cho việc giảm 16% sát thương, tăng 16% đam, nó không hề xứng đáng, nghĩa là cho cái điều kiện quá là khắc nghiệt như vậy. Cho nên là cái artifact này mình đánh giá rất là cùi. Do đó mà nếu như các bạn chưa mua cái artifact này á, thì các bạn có thể skip luôn, bỏ qua luôn. Hy vọng là mai mốt nó có thể được buff lên ở một khía cạnh nào đó, chứ không bây giờ Victorious Blast nó ứng dụng của nó rất là dễ luôn á. Thường hồi đó mình chỉ xài để mình đi tăng rồng thôi. Lúc đầu là mình xài Angelica cầm cái quả trứng 3 sao, xong rồi mình gắn cái artifact này vô mà mình thấy tác dụng nó cũng tương đương à. Rồi xong rồi mình có General Burgess, mình bỏ cái artifact này ra, mình gắn Proof of Valor vô, đi ngon luôn. Do đó trong những cái artifact 5 sao thì cái này là yếu nhất các bạn. Hai cái mạnh nhất và nên lấy nhất chính là Proof of Valor và Symbol of Unity, và có thể là Warhorn. Rồi thì mình xin kết thúc phần review artifact common tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài review về những artifact của class ha. Thì chắc là sẽ thú vị hơn. Còn common thì cũng có nhiều thứ mạnh nhưng mà nó không có đóng phần nhiều thôi. Hy vọng là qua bài này thì các bạn có thể tự tin gọi là xóa những cái mà mình gọi là sao ta, có cảm giác là nó yếu, và lấy bột để mua những artifact mới. Hoặc là có thể chỉ là bán để lấy vàng thôi, cho nó rộng kho một tí. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Chúc các bạn có nghỉ lễ 10 tháng 3 vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ sau. Tạm biệt các bạn. Bye.